biệt thự 45 tỷ mới xây, Ngọc Trinh tiết lộ phòng tắm không có cửa để ông xã thoải mái ngắm. Sau nhiều clip đập hộp hàng hiệu tiền tỷ, mới đây Ngọc Trinh lại khiến người hâm mộ ghen tị khi hé lộ ngôi nhà đã hoàn thiện sau gần một năm xây dựng. Đặc biệt là căn phòng ngủ có giá triệu đô cùng nhiều đồ hiệu đắt tiền. Được biết, riêng giá mua nhà thô đã gần 1 triệu USD. Đến khi hoàn thiện, tổng đầu tư căn nhà của Ngọc Trinh đã lên đến khoảng 2 triệu USD, khoảng 45 tỷ đồng. Theo đó, căn biệt thự được Ngọc Trinh thiết kế theo không gian mở, hiện đại với nhiều khu vực lắp kính. Mới đây, trong clip giới thiệu về phòng ngủ của mình, nữ hoàng nội y không ngần ngại giới thiệu về thiết kế đặc biệt của nó. Ngọc Trinh thiết kế không gian mở cho phòng ngủ nên phòng tắm không có cửa, với mong muốn được thoải mái và ông xã tương lai có thể ngắm khi cô tắm. Đó là không gian riêng tư mà người đẹp thật sự muốn được tận hưởng cùng người đàn ông của đời mình. Thêm vào đó, phòng của cô còn được lắp cả gương trên cả trần nhà và có cả ghế tình yêu. Giải thích về chiếc ghế này, cô giải thích: còn cái ghế đằng kia thì gọi là ghế tình yêu nha mọi người. Hôm bữa Trinh có quay story trên phòng thì có lộ cái ghế này ra. Mọi người có bình luận rằng chắc Trinh mua về để nằm xem phim hay nằm đọc sách cho đỡ mỏi lưng. Thì thực sự mà nói thì Trinh mua cái ghế này về không có ý định để xem phim hay đọc sách gì cả. Trinh nói tới đây, thôi mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Mọi người muốn biết về tác dụng của ghế tình yêu này thì có thể lên Google tìm. Trinh không tiện nói ở đây vì nó hơi tế nhị. Căn biệt thự của Ngọc Trinh rộng hơn 800m², có giá hơn 24 tỷ với nhiều phòng ngủ, hồ bơi, sân vườn cùng hệ thống kính hiện đại. Ngọc Trinh luôn khiến người hâm mộ phải choáng ngợp với khối tài sản đúng chuẩn đại gia của mình. Dù vẫn đang được sắp xếp nhưng mọi thứ vẫn toát lên sự xa hoa, hoành tráng. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh liên tục khoe hình ảnh tạo dáng bên chiếc siêu xe giá trị hơn chục tỷ, khiến cộng đồng không khỏi choáng váng. Được biết, chiếc xe mới Ngọc Trinh mua cách đây không lâu thuộc dòng xe hạng sang của Mercedes Maybach S600 2017. Thời điểm đó, chiếc xe hộp này có giá dao động từ 11 đến 12 tỷ đồng. Đây cũng là chiếc xe đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua. Nữ hoàng nội y cũng có đủ tài chính để thỏa mãn sở thích mua sắm quần áo hàng hiệu, túi sách có giá trị từ vài chục triệu lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngắm tủ đồ khủng với hàng trăm bộ váy áo, giày dép, túi sách của Ngọc Trinh khiến nhiều chị em không khỏi ghen tị.